Xin chào các bạn nha Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà cài mã pin Roblox Bật mã pin Roblox để mà các bạn có thể là bảo vệ tài khoản của các bạn nhé Rồi thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào game nhé Thì ở đây hiện tại thì nó đang ở ngoài trang chủ này Khi mà các bạn vào game rồi thì các bạn sẽ bấm vào cho mình cái dấu ba chấm ở đây nhé Nhấp vào dấu ba chấm Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống và chọn vào cho mình đến cái phần đó là cài đặt tiếng Anh là setting bấm vào tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào cho mình đến cái dòng đó chính là giám xét của cha mẹ rồi nhấp vào giám xét của cha mẹ nha rồi các bạn chờ một tí để cho nó tải rồi thì ở cái phần này nó sẽ có cái phần đó chính là mã pin phụ huynh thì đây mã pin phụ huynh đã bị vô hiệu hóa thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành bật cái mã pin này lên nhé các bạn bật mã pin này lên rồi thì ở đây ấy, cái tài khoản của mình chưa có xác nhận email nhé, cho nên là mình sẽ phải xác nhận email để mà tiến hành thêm map pin. còn trường hợp bạn nào mà đã từng xác nhận email rồi, thì nó sẽ chuyển các bạn đến trực tiếp đến cái phần tạo map pin nhé. thì ở đây mình chưa thêm email, cho nên là mình sẽ phải thêm email. nhấp vào thêm email. rồi tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ tiến hành bấm cái email mà các bạn đang sử dụng vào nhé. bấm vào cái email mà các bạn đang, đang sử dụng. đây mình sẽ bấm vào nút home để thoát ra này. các bạn vào trong cái ứng dụng gmail của các bạn sau đó rồi các bạn sẽ bấm vào tài khoản của các bạn thì các bạn sẽ thấy được cái địa chỉ email của các bạn ở đây. Thì các bạn sẽ tiến hành nhập cái địa chỉ email này của các bạn vào nhé. Cái email mà các bạn đang sử dụng đấy. Rồi mình sẽ quay lại game này. Mình sẽ nhập cái địa chỉ email của mình vào. mrx my com Rồi mình tiến hành nhập xong cái địa chỉ email của mình vào rồi. Sau đó thì mình sẽ bấm vào chữ là thêm email rồi một email đã gửi đến, một email đã được gửi để xác thực này thì các bạn sẽ bấm vào chữ OK ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào dấu ba chấm nhá. Rồi không, các bạn thoát hẳn ra ngoài đi. Các bạn vào trong cái ứng dụng uh, Gmail của các bạn, các bạn nhấp vào. Đó rồi, các bạn sẽ tiến hành tải nhá. Và đúng cái Gmail của các bạn là các bạn tải. Rồi đây, thì đây hiện tại là 21 giờ 34 nhá. 21 giờ 34 ở bên trên này thì nó gửi cho mình một cái email để mà cộng mình xác nhận đấy. Mình sẽ bấm vào. Và đây thì mình sẽ bấm vào cái chữ đó chính là Verify Email Có nghĩa là chữ xác nhận email Các bạn bấm chữ xác nhận email Verify Email Rồi Đây thì nó nói là uh, uh, Roblox nói là cảm ơn email đã được xác thực nha Vậy là Làm cái bước này là đã được rồi đấy Sau đó thì các bạn bấm vào nút Home để thoát ra ngoài nha Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành Vào lại trong cái ứng dụng Roblox cho mình Bấm Roblox Rồi ở đây các bạn sẽ tiến hành Bật cái mã pin này lên nha Bật nó lên rồi thì ở đây là thêm mã pin này rồi ở đây thì các bạn sẽ tiến hành đó chính là tạo một mã pin bốn chữ số nha thì mình sẽ tiến hành tạo là một hai ba sáu thì cái mã pin của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhé đó các bạn thích tạo mã pin là gì thì các bạn nhập vào thì ở bên trên là mã pin nhé còn ở bên dưới là xác nhận mã pin thì các bạn sẽ tiến hành nhập lại cái mã pin của các bạn một hai ba sáu cái mã pin của các bạn thích nhập là gì thì các bạn nhập nhá nhưng nó chỉ có bốn chữ số thôi Bên trên là mã pin, bên dưới là xác nhận mã pin. Rồi các bạn bấm chữ thêm. Rồi, thì bây giờ cái mã pin này nó sẽ gửi đến email đăng ký của mình nhé Bây giờ mình sẽ phải vào trong email để mà lấy cái mã pin bằng cách là mình sẽ thoát ra ngoài này. Mình sẽ vào lại trong cái ứng dụng Gmail này. Mình sẽ quay ra quay ra để vào lại cái ứng dụng Gmail, sau đó thì mình sẽ tải lại dữ liệu này. Rồi thì cái mã pin Roblox người ta gửi đến cho mình là 408637 408637. Rồi. Các bạn nhớ là các bạn phải nhập nhanh trong vòng 30 giây nhé. Rồi, thành công, mã pin của bạn hiện đã được thiết lập. Bạn sẽ cần nhập mã pin này trước khi truy cập vào Cả đặt trong tương lai. Rồi. Thì các bạn nhớ là khi mà các bạn gửi yêu cầu xác nhận mã pin qua bên gò mai thì nó gửi cho các bạn cái mã xác minh 6 chữ số thì các bạn nhớ là phải xác minh nhanh trong vòng 30 giây nhé. Nếu như mà trong vòng quá 30 giây thì xác nhận nó sẽ không thành công. Ở đây mình sẽ bấm vào ok. Và mình đã tiến hành đó chính là bật cái máy pin thành công rồi nhé Thì bây giờ này ví dụ như là các bạn cho ai mượn tài khoản đấy Mà họ ví dụ như họ muốn đổi mật khẩu của các bạn Thì họ sẽ vào phần Đây này họ sẽ vào trong cái phần đó chính là cài đặt của các bạn nhé Rồi họ vào phần thông tin tài khoản Rồi thì đến cái phần thông tin tài khoản này Thì ở cái phần đó chính là mật khẩu này Họ sẽ nhấp vào cái mật khẩu này thì họ phải nhập được cái máy pin của các bạn tạo Thì họ mới có thể là đổi được mật khẩu nhé rồi, mình sẽ đóng lại nhé Và hiện tại thì mình đã tiến hành là hướng dẫn các bạn cách để mà cài map pin ở trong game Roblox. Và nếu như các bạn thích video này, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Mở Ring Mobile. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.